Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Duy Xuyên số thứ 2 năm 2022 phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình lần này có những nội dung chính như sau. Duy Xuyên có 46 đảng viên nhận huy hiệu đảng. Phấn đấu trồng 539.000 cây xanh trong năm 2022. Duy Xuyên tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo. Trong chương trình có phóng sự lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện và phóng sự khởi sắc miền quê lụa. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, các chi đảng bộ trên địa bàn huyện Duy Xuyên vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022. Tại buổi lễ, mọi người cùng nhau ôn lại chặng đường 92 năm vẻ vang của Đảng, niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại và nhân dân Việt Nam anh hùng. Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Duy Xuyên gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khó khăn thử thách, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thừa kế những kinh nghiệm và thành quả đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân vượt qua khó khăn thử thách để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra. Riêng năm 2021, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả toàn diện và thiết thực, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ và khang trang, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giữ vững, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh ngày càng được tăng cường. Dịp này, thừa ủy quyền của tỉnh ủy Quảng Nam, lãnh đạo huyện Duy Xuyên trao tặng huy hiệu 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 65 năm tuổi đảng cho 46 đảng viên. Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên vừa ban hành kế hoạch trồng cây xanh năm 2022 và lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện. Theo đó, năm 2022, toàn huyện phấn đấu tổ chức trồng 539.000 cây xanh, trong đó trồng cây xanh phân tán 55.000 cây, trồng cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất 484.000 cây. Các địa phương đơn vị lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện lập địa sinh thái ở mỗi địa phương, ưu tiên các nhóm loại cây đa mục đích, cây gỗ lớn như lim xanh, dổi xanh, xoan đào, mùn đen, sưa. Toàn huyện đồng loạt tổ chức ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022 vào sáng ngày 7 tháng 2 năm 2022 nhằm ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức lễ phát động trồng cây tại khu lăng mộ bà Đoàn Quý Phi, thôn Chim Sơn, xã Duy Trinh. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, gần một tháng qua, mặt trận và các ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Duy Xuyên tổ chức các chương trình Xuân Yêu Thương, Tết Bình An, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn và người yếu thế trên địa bàn huyện. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình Tết Người Nghèo, Xuân Bình An, trao tặng tổng cộng 270 suất quà và tiền mặt trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên toàn huyện. Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Bình An, trao tặng tổng cộng 12.087 suất quà, trị giá mỗi suất từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng, từ nguồn quỹ tích lũy của hai cấp công đoàn, báo Người Lao Động Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ xây dựng một nhà máy ấm công đoàn với số tiền gần 3,7 tỷ đồng. Hội nông dân huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình Xuân Đoàn Kết Tết Yêu Thương, trao tặng 120 suất quà với tổng giá trị gần 60 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện Duy Xuyên và 14 xã thị trấn vận động hơn 9.000 suất quà trao tặng cho các gia đình có công cách mạng, người tù yêu nước, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, trị giá khoảng 3,8 tỷ đồng. Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022 và đón Tết Nguyên Đán Xuân Nhâm Dần 2022, huyện Duy Xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo không khí tươi vui, phấn khởi. Theo đó, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Duy Xuyên thực hiện việc treo hàng trăm tấm pano, băng rôn khẩu hiệu, băng đuôi cá, 950 cờ các loại và 3.000 mét vuông pano các loại trên tất cả các tuyến đường quốc lộ 1A, khu trung tâm huyện, cầu Cửa Đại, cầu Giao Thủy và tượng đài Vĩnh Trinh để tuyên truyền trực quan. Tại một số các điểm quan trọng, lắp dựng 7 cụm pano lớn và 50 pano hộp 4 mặt mô hình
với nội dung mừng đảng mừng xuân, chào mừng 92 năm ngày thành lập đảng. Bên cạnh đó, sửa chữa làm mới và đưa nội dung khẩu hiệu lên các mặt cổng, quan báo và cổng trang trí đèn LED qua đường, đồng thời trang trí bảng bông đèn LED áp trụ tại các điểm cổng chào tại trung tâm hành chính, khu vực công viên, ngã tư, góp phần tạo không khí tưng bừng, rực rỡ, ấn tượng đẹp với nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên Đán, báo Tiền Phong vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 14 năm 2022. Chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 14 năm 2022 diễn ra đúng vào thời điểm cận Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhưng đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của gần 700 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Trong đó, nhiều tình nguyện viên đã tích cực hăng hái tham gia hiến máu đến lần thứ 20 trở lên. Điển hình như ông Trần Văn Hiền, khu phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, đã có 30 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đó, nhiều lần trực tiếp đi hiến máu tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài địa phương, kịp thời cứu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch. Những giọt máu đào cho đi bằng tất cả tấm lòng đã có nhiều người không may gặp hoạn nạn được cứu sống kịp thời, hồi sinh trở lại. Với mình trong 20 năm qua xuất phát từ gia đình và người thân, có nhiều người nằm trên giường bệnh mà thiếu máu. Từ đó mình phát tâm phát nguyện, kêu gọi anh em bạn bè chung tay để hiến giọt máu cho những người đem lại hạnh phúc và đem lại tính mạng cho mọi người khi nguy cấp. Để ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra thành công và đảm bảo trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Duy Xuyên đã phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình tổ chức các tình nguyện viên khi đến tham gia hiến máu, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt. Kết quả, ban tổ chức đã thu về gần 500 đơn vị máu, đạt 160% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Huyện Duy Xuyên đã hiến hàng năm là trên 1.200 đơn vị máu, là bổ sung kịp thời cho các đơn vị máu sống và ngủ ra. Chúng tôi cũng thành lập tất các câu lạc bộ máu sống trên địa bàn huyện, những cái câu lạc bộ 25 để mà khi mà có những cái tình huống xảy ra trên địa bàn hoặc là những người gặp những cái tai nạn thì chúng tôi có những cái kênh Zalo để mà liên hệ kịp thời và cứu sống rất nhiều người trên địa bàn huyện cũng như các địa phương khác. Đối với cái phong trào hiến máu tình nguyện chung của tỉnh thì hàng năm đã có kế hoạch của ban chỉ đạo xây dựng từ đầu năm và các ban chỉ đạo huyện triển khai đăng ký, thì hàng năm chỉ tiêu thường là từ 15.000 đơn vị máu trên toàn tỉnh, riêng Duy Xuyên là khoảng 1.000 đơn vị máu. Và những hoạt động phong trào hiến máu thì người dân Duy Xuyên nói riêng và toàn tỉnh nói chung đã được nhận thức rất cao, bây giờ không còn e ngại như lúc xưa, vì hiến máu trong đại dịch nữa là an toàn, không ngại Covid. Thì nhân dân, tình nguyện viên, đoàn viên, tất cả các ngành, lực lượng vũ trang, công an và thanh niên sinh viên cũng tham gia rất là đông. Lúc nào chúng ta tổ chức tiếp nhận máu cũng vượt chỉ tiêu. Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái bao dung của mỗi người. Họ chính là đại sứ của lòng nhân ái, sẵn sàng sẽ chia những giọt máu của mình cứu giúp người bệnh để họ có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và lan tỏa lòng nhân ái. Thưa quý vị và các bạn, qua 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Duy Xuyên đã đạt nhiều thành quả đáng tự hào. Và mùa xuân này, bức tranh làng quê ở huyện Duy Xuyên càng thêm bừng sáng bởi diện mạo khang trang, sạch đẹp, xóm làng no ấm, bình yên, văn minh và hiện đại. Xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Duy Xuyên đã tập trung chỉ đạo công tác phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đề án sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân phù hợp từng vùng. Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất của các ngành tăng nhanh và bền vững. Cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,79%, công nghiệp xây dựng chiếm 46,39%, thương mại dịch vụ 42,83%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện Duy Xuyên đạt 43,6 triệu đồng trên một năm, tăng 17,6 triệu đồng so với năm 2011.
tỷ lệ hộ nghèo còn 0,78%, giảm 10,74% so với cách đây 10 năm. Đời sống nhân dân chúng tôi bây giờ rất là khá giả, giàu, có. Tất cả các dụng cụ, nghe, nhìn, che, tay, ga rồi là bắt nhịp với cuộc sống hiện đại, kể cả công nghệ thông tin. Mọi người đều làm những ngành nghề có hiệu quả hơn, chuyển đổi cây trồng, có những cây trồng năng suất cao hơn, vật nuôi kia hiệu quả hơn. Rồi là đường xóa giao thông là được mở mang rộng rãi hơn, đi lại thoáng mát hơn. Và quan cảnh của quê hương là ngày còn được đổi mới, được năng cao và đời sống của nhân dân là đã đổi thay rõ nét. Đời sống của người dân từng ngày theo đổi theo hướng tích cực, kéo theo bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Cơ sở hạ tầng hàng năm được đầu tư và nâng cấp đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường được chú trọng. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố. Giai đoạn 2011-2020, bằng nhiều kênh vốn huy động, huyện Duy Xuyên đầu tư hơn 2.817 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Qua kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, thì có 98,87% đồng tình hài lòng. Nhiều cái cơ sở hạ tầng đã được đầu tư. Thứ nhất là có thể nói rằng cái lớn nhất của mình đạt được là về cái giao thông đã được kết nối liên vùng và tạo một cái bước đột phá cho cái vấn đề là giao thông và phát triển kinh tế từ vùng đông cho đến vùng tây. Lớn nhất là cái cầu Cửa Đại và ở phía vùng tây, vùng trung là cái cầu Hà Tân và vùng tây là cái cầu Giao Thủy. Có thể nói giao thông đã nối lại, đã liên kết lại giữa các vùng và tạo một cái khâu thống nhất để trong cái liên kết phát triển kinh tế. Từ những kết quả mà huyện Duy Xuyên đã đạt được trong 10 năm qua, giai đoạn 2021-2025, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo tính bền vững. Đối với các thôn ở các xã đạt chuẩn, sẽ hướng đến xây dựng thành các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, có kinh tế phát triển, hạ tầng hiện đại, phù hợp, môi trường sinh thái trong lành. Giai đoạn 2020-2025, huyện Duy Xuyên phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, huyện Duy Xuyên đã có một bộ mặt mới, nhưng quá trình phát triển còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Duy Xuyên tiếp tục phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp, trong đó thúc đẩy quá trình phát triển của kinh tế du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện nhà trong tương lai. Với định hướng đó, Đảng bộ và nhân dân Duy Xuyên quyết tâm phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí về huyện nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy lĩnh vực văn hóa phát triển để đảm bảo yêu cầu ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Duy Xuyên đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đây không chỉ cho thấy nỗ lực, quyết tâm cao và cách làm đúng đắn của cả hệ thống chính trị ở Duy Xuyên, mà quan trọng hơn là đã khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự cường đổi mới, sáng tạo và luôn tiến lên phía trước của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình Duy Xuyên số tháng 2 năm 2022. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình số tháng 3 năm 2022. Nhân dịp xuân mới, xin được kính chúc toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.